Dịp cuối năm thì chúng ta thường chụp rất nhiều hình ảnh và chia sẻ lên trang Facebook. Nhưng nếu cứ bị tác một lúc nhiều hình như vậy thì cực kỳ bất tiện. Và chưa kể thì cuối năm các shop bán hàng online hoạt động rất tích cực, thường xuyên up các ảnh quảng cáo và nhiệt tình tác tất cả mọi người vào. Không ít lần thì bản thân Bình Phú cũng cảm thấy rất khó chịu thì Sport cứ tràn ngập những hình ảnh quảng cáo và báo notification liên tục. Mà cứ ngồi gỡ tác của từng hình ảnh thì rất mất thời gian. Vậy thì làm sao để bỏ tác được cùng một lúc nhiều hình? Thì chúng ta sẽ biết ngay sau khi xem thủ thuật công nghệ tuần này. Thưa quý vị, để bắt đầu thủ tục tuần này thì chúng ta phải đăng nhập vào tài khoản Facebook của mình. Ở đây thì Vĩnh Phú đã đăng nhập sẵn vào một tài khoản Facebook. Hãy vào timeline bằng cách là click vào avatar ở góc phải của màn hình ở phía trên. Và ở trong timeline ngay ở phía dưới hình cover đó chính là một activity clock. Chúng ta hãy click vào đó và nhìn vào ở cột bên trái. Mục đầu tiên thì quý vị có thể thấy đó chính là một photo. Và hãy chọn là photo of use như thế này. Đây là những hình ảnh của những người khác post và đã tác tất cả quý vị vào. Lập tức là ở cột chính giữa sẽ nhảy ra một loạt rất là nhiều những hình ảnh đã được tác vào như thế này, thưa quý vị. Trong những ảnh này thì cái nào mà chúng ta muốn muốn gỡ tác thì chỉ cần click vào phần ô bên trái như thế này, đây. Hoặc là quý vị có thể chọn một vài hình hoặc là nhiều hình cũng được như thế này. mình Phú sẽ chọn hai hình và đã xuất hiện một ô quan trọng đó chính là phần report và remove tags. Click vào đó thì một bản thông báo sẽ hiện lên thì chúng ta hãy đánh dấu là I want the photo untag hoặc là I want the photo unstack and taken down Cái nào cũng được cả tùy vào ý muốn của quý vị Bây giờ Vĩnh Phú sẽ untag photo này Hiện tại thì Facebook đang làm việc và khi hoàn tất thì bản thông báo sẽ hiện ra Và chúng ta chỉ cần click vào là close Rất là đơn giản À, thưa quý vị với những thao tác mà bình phú vừa chia sẻ ở trên thì việc bỏ tác những hình ảnh không mong muốn cũng cực kỳ dễ dàng thôi nhưng dù sao nếu kiểm soát và hạn chế tình trạng bị tác ảnh lung tung vẫn tốt hơn đúng không ạ chỉ cần điều chỉnh lại một chút ở phần cài đặt là hoàn thành chúng ta hãy vào tài khoản của mình và chọn là privacy setting trong phần này thì chúng ta chỉ cần quan tâm đến một là timeline and Touching. click vào chọn là phần là edit setting và Edit Setting có rất nhiều sự lựa chọn Như quý vị đã thấy thì liệt kê từ trên xuống dưới thì có rất là nhiều mục như là Who can post on your timeline là ai có thể viết lên tường của nhà bạn hoặc là Who can see what others post on your timeline ai có thể vào nhà bạn và xem những nội dung trên tường của chúng ta và tiếp theo là Who can see posts that appear on your timeline because you have been tagged là ai có thể coi những nội dung mà bạn đã bị tag vào với những hiệu chỉnh này thì chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn đầu tiên có thể là không cho ai xem hoặc là chỉ là cho xem một nhóm nhỏ những người bạn của mình hoặc cho những người bạn bè mình lựa chọn hoặc là cho bạn của bạn mình xem hoặc là công khai public là ai xem cũng được một hiệu chỉnh khác đó chính là review post friends tag you in before they appear on your timeline rất hữu ích và mình thú rất là thích hiệu chỉnh này tức là duyệt lại phần tag trước khi xuất hiện trên timeline của mình sau khi quý vị bật nút on thì khi đó ai tag quý vị vào ảnh thì facebook sẽ báo lại cho chúng ta để kiểm duyệt như thế này Quý vị thân mến, nếu quý vị thấy là hình ảnh này có thể để trên timeline của mình thì chúng ta hãy bật là công khai trên timeline Còn nếu mà không nên thì hãy giấu khỏi timeline hoặc là remove tag đi rất là đơn giản thôi Thưa quý vị, hy vọng là với những cách trên thì quý vị sẽ quản lý được tốt hơn những hình ảnh của mình trên Facebook một cách tiện lợi nhất và trước khi kết thúc thủ tục công nghệ hôm nay thì vĩnh phú xin nhắc lại email của chương trình đó chính là cửa sổ công nghệ fbnc vòng gmail com nếu quý vị có thủ thuật nào hay và muốn gửi về cho chúng tôi thì hãy gửi vào email này quý vị nha hy vọng sẽ nhận được thật nhiều sự phản hồi của tất cả quý vị